Nhưng có đầu tư thì còn lên nữa. Có từ cái mé này nhìn qua nó như một cái làng đúng không? Đây là Phillip Plough Farm nha quý vị. Rất là đẹp. Có rất nhiều góc nhìn. Ví dụ mình ở trong nó thì mình rất là khó nhìn thấy nó, nhưng mà mình ra ngoài một tí mình nhìn vào là đẹp ha. Nên là nếu như ai lên đây thì mình chịu khó mình đi loanh quanh một xíu.